Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback hạng C. Đó chính là chiếc xe Mazda 3 quý vị bạn nhé. Ở chiếc xe Mazda 3 thì nó có cả phiên bản sedan và phiên bản hatchback. Thì hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một phiên bản hatchback màu đỏ. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu, và chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 5 vạn km quý bạn nhé, cụ thể là 5 vạn 2 km rồi. Và với hơn 5 vạn km thì chiếc xe này là còn nguyên bản từ dàn lốp quý bạn nhé, cả dàn lốp này là còn nguyên bản hết luôn quý bạn ạ. Và chiếc xe rất mới, rất là đẹp. Chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 490 triệu đồng quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 hatchback 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn đang bán trả góp quý vị các bạn nha. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 hatchback 2016 tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. Ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 2016 phiên bản hatchback này quý vị bạn nhé. Đấy. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần thân vỏ nước sơn bên ngoài của chiếc xe quý vị bạn nhé. Xe mà sau 6 năm sử dụng thì chiếc xe này còn đẹp đến đâu và có bị đâm đụng hay là có bị va chạm gì hay không thì mời quý vị và các bạn cùng tôi. Nhìn về cái phần nước sơn bên ngoài thì quý vị các bạn thấy được luôn đấy ạ. Nước sơn bên ngoài theo xe còn zin cũng còn rất là nhiều quý vị bạn nhé. Nền thì căng phẳng. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Cabo cũng còn nguyên bản này. Sườn bên phụ này cũng còn nguyên bản này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu ạ. Nhìn về cái phần ba đờ sốc đằng trước này thì Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 3 này là một cái cụm đèn pha bi xenon ông. Đấy, cụm đèn pha bi xenon này. Và đặc biệt là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có xước sát gì cả quý vị bạn nhé. Đấy, cụm đèn pha còn rất là mới này. Phía bên dưới là cụm đèn xi nhan và đèn gầm. Đấy, cũng đều rất là đẹp, chưa có va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Đấy, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là mới, rất là đẹp luôn. Gương chiếu hậu cũng được trang bị là gương chiếu hậu gập điện quý bạn nhé, tích hợp xi nhan trên gương. Và đặc biệt là cái gương chiếu hậu này thì chủ xe cũng ốp bảo vệ bằng cái chrome này. Đấy, để chống xước đây, nó đã xước ở cái phần chrome này thôi, chứ còn cái gương là chưa bị xước. Tay nắm cửa các thứ là chủ xe cũng đã đều ốp hết bảo vệ rồi quý bạn nhé. Cái này thì nên bóc đi quý bạn ạ, vì là chủ xe cũng ốp từ lâu rồi, cho nên là nó cũng bắt đầu những cái ốp nó cũ rồi. Đấy, cái này là về bóc đi thôi ạ. Tôi sẽ về tôi bóc đi. Chiếc xe này tôi cũng mới mua được cho nên là chưa có trau chuốt, chưa có dọn dẹp gì kỹ đâu quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Về cái phần bên ngoài, nhìn về phía đằng sau này thì quý vị các bạn thấy đây ạ. Xe thì có đã được trang bị sẵn là màn hình zin theo xe này, và có cả camera lùi zin theo xe, camera lùi zin rồi này. Và chủ xe đã lắp thêm cái phần cảm biến lùi quý bạn nhé. Đây là cái phần cảm biến lùi mà chủ xe lắp thêm này. Đó. Cụm đèn hậu cũng còn rất là đẹp quý vị bạn nhé. Cụm đèn hậu này rất là đẹp. Đấy, chủ xe cũng ở trong câu lạc bộ Mazda 3 gia đình này, gia đình nhà Mazda 3 này. Đấy, rất đẹp luôn quý vị các bạn ạ.
Và đây là cái dàn lốp của xe đây quý bạn nhá. Dàn lốp còn zin theo xe đây này. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 thì cái lốp này vẫn còn 2016 đây quý bạn nhé. Cả dàn lốp còn zin luôn ạ. Cả dàn lốp còn zin 2016 luôn quý bạn nhé. Đây, tôi cho quý vị các bạn xem luôn đây ạ. Sản xuất năm 2016 thì cả lốp 4 lốp 5 lốp, cả lốp sơ cua là 5 lốp vẫn còn là 2016 luôn đấy ạ. Cả dàn lốp zin. Đây, cái lốp này cũng còn zin đấy quý bạn ạ. Đây, 2016 đây quý vị bạn nhé. Tôi xem kỹ rồi mà cả 4 lốp, cả 5 lốp còn đều zin là 2016 hết này. Và đặc biệt là chủ xe cũng đã độ thêm cả cảnh báo áp suất lốp đây quý vị bạn nhé. Cái van này là van có cảnh báo áp suất lốp đấy ạ. Cả 4 van này đều có cảnh báo áp suất lốp. Cái này là báo lắp thêm thôi ạ. Nguyên bản là không có đâu ạ. Đó. Nhìn về cái phần ngoại thất thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Rất là đẹp, rất là mới, màu đỏ. Đỏ này là đỏ đậm, đỏ đun đấy quý bạn nhé, chứ không phải là đỏ cờ. Màu đỏ của Mazda là màu đỏ đun. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ của xe. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên lái ra. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận này. Ốp cái tay nắm này. Đấy, ốp cái tay nắm này, ốp từ lúc mua xe ấy, cho nên là cái này nó hơi cũ một chút quý bạn ạ. Hơi cũ một chút nhưng không sao, bên trong nó mới là được. Còn bên ngoài cái này bóc ra thay bộ khác vô tư. Đấy, khóa đâu? Khóa cửa rồi, để tôi bấm chìa khóa. Chắc chắn là chiếc xe này được độ khóa tự động rồi, cho nên là khi ra ngoài cái là tự động khóa, chứ còn nếu như không bấm thì chưa độ thì không khóa đâu ạ. Đây là cái phần keo chỉ cánh cửa phía trước đây quý bạn nhé. Đấy, keo chỉ của cánh cửa phía trước bên lái này còn nguyên bản luôn quý bạn này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này. Ốc bản lề rồi các thứ, ốc tai các thứ là còn nguyên hết luôn quý bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Tất cả là còn nguyên bản. Đấy, nội thất ghế da còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận này. Từ ốp bậc cửa này, ốp bậc cửa này, cái ốp này là ốp từ lúc mua xe đến bây giờ đấy ạ. Đấy, cho nên là nhìn cái ốp nó hơi cũ một chút. Trải sàn da đầy đủ hết cả rồi quý vị bạn nhé. Vô lăng cũng nguyên bản luôn quý bạn ạ. Vô lăng còn mới lắm đấy ạ. Đấy, vô lăng còn mới này. Tay phanh cần số đều nguyên, chúng tôi chưa có phải làm lại cái gì cả, nó còn nguyên hết đấy ạ. Chủ xe đi như thế nào còn nguyên như vậy ạ. Đấy, và ghế này, bộ ghế da. Đấy, chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì bên trong ở đâu quý bạn ạ. Chưa có đánh dọn kỹ đi đâu. Vì là tôi phải đi tôi quay trước đã, rồi tí nữa về tôi cho anh em dọn sau. Đấy, cửa nóc đầy đủ rồi. Trần sàn đều rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Trần này, nỉ trần này, phần nhựa đều rất là mới này. Ốc bản lề, cánh cửa phía sau này cũng còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái này cho quý vị và các bạn cùng xem. Từ những cái phần keo chỉ này là còn nguyên bản này. Chưa có mất một phần keo chỉ nào cả. Đấy, táp bi, cánh cửa đều rất là đẹp. Ốc bản lề còn nguyên. Ốp bậc cửa này. Bước vào đến cái bậc cửa đã biết được là chủ xe cũng rất là cẩn thận này, sợ xước cho nên là phải ốp bảo vệ này. Hàng ghế sau này thì lại rất là mới quý vị bạn ạ, đằng sau này thì ít người ngồi cho nên rất là mới luôn. Gần như là chủ xe chỉ có đi làm thôi cho nên là không có người ngồi mấy. Trần rất là sạch, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option bên trong. Đầu tiên thì tôi cứ bật cái khóa lên đã. Đây là khóa thông minh đây quý bạn nhé, start top này. Đấy. Đồng hồ công tơ mét đây quý bạn này. Đồng hồ chiếc xe lăn bánh được 5.2 km rồi quý bạn nhé. 5.2 này. Tôi cho cái nhỏ nhạc đi để cho quý bạn xem rõ nhé. Đấy. Vô lăng nguyên bản này. Vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Sang số thể thao trên vô lăng đây quý bạn này. Đấy. Có cả sang số thể thao trên vô lăng. Ở cái phiên bản 2016 này, form mới này là có hết rồi quý bạn nhé. Bắt đầu từ năm 2017 thì nó lại hơn một chút nữa. Đấy, táp bi này, táp lô đều rất là mới, rất là đẹp này. Xe cũng đã được trang bị đầu DVD này, màn hình, camera lùi. Đấy, nhưng mà cái đầu DVD này thì bây giờ đa số là xem bằng USB này. Tôi cắm USB để có thể nghe các thể loại nhạc được rồi. Và điều hòa tự động. Đấy, bên trên là cửa nóc quý vị bạn nhé. Đấy, cửa nóc này.
Đấy, thời tiết đẹp như hôm nay, thời tiết râm mát như hôm nay thì nên mở cái cửa nóc này ra cho nó thoáng xe quý vị bạn nhé. Đấy, chứ còn những nắng nóng thì thôi, hôm nay thì ok rồi. Đấy, từ những cái phần tay phanh này, cụm điều chỉnh này, tần số này đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, thì chiếc xe này mới lăn bánh được có hơn 5 vạn km thôi. Đấy, và chủ xe lắp thêm đây, cái này là cảm biến lùi quý vị bạn nhé. Còn cái bên trên là cảnh báo áp suất lốp này các bạn ạ. Cái này cảnh báo áp suất lốp nó đang hết điện, tôi đang để đây, khi nào có nắng là nó tự nạp điện xong rồi nó sẽ báo cảnh báo áp suất lốp cho quý vị của bạn. Và tiếp theo thì tôi lại phải tắt cái điện đi để tiết kiệm điện cho ắc quy, không lát nữa nó hết. Tôi sẽ ra ngoài, tôi sẽ giới thiệu thêm cho quý vị và các bạn về những cái phần còn lại ở bên ngoài của chiếc xe quý bạn nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cốp sau này ra cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, cốp sau này, những chiếc xe hatchback thì là cái cốp sau này. Đấy, cốp sau nó có cái tấm chắn này để chắn đồ. Đấy, và ốc cốp sau cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đây là cái phần ốc cốp sau này, nguyên bản này. Đấy, ốc cốp sau nguyên bản này, keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên bản luôn quý bạn ạ. Chúng tôi cam kết là không có bị đâm đụng hay là không có bị va chạm gì cả từ cái phía sau này đâu. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Những cái này là nhựa này, phần nhựa này bẩn thôi các bạn nhé, chưa có dọn dẹp kỹ gì cả cho nên nó hơi bẩn một chút quý bạn ạ. Đấy, hơi bẩn một chút thôi. Dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi thì nó lại rất là mới đấy các bạn nhé. Bên dưới này là cái phần nỉ để lót để đồ đây. Để đồ thì chủ xe cũng đã lót cái tấm da này cho nên là cái nỉ ở bên dưới nó rất là sạch. Đấy, nỉ dưới rất sạch. Và phía bên dưới nữa là lốp sơ cua quý bạn ạ. Lốp sơ cua cũng còn rất là mới. Đấy, lốp sơ cua rất mới luôn quý bạn nhé. Lớp sơ cua còn mới. Và ở Mazda thì quý vị và các bạn biết rồi đấy ạ, động cơ được trang bị là 1.5 thôi cho nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất công bố đây, nhưng mà cái kính này dán đen quá cho nên là không nhìn rõ được cái mức tiêu thụ nhiên liệu để cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đấy, nhưng mà nếu như chạy ở ngoài đô thị quý vị và các bạn không nhìn thấy, nhưng tôi có thể tôi nhìn thấy và tôi đọc được. Nếu như chạy ở ngoài đô thị chỉ 6 lít thôi, 6,02 lít, còn trong đô thị thì 8,14 lít, còn nếu như chạy kết hợp trung bình có 6,8 lít thôi quý bạn ạ. Rất là tiết kiệm nhiên liệu quý bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và bạn cùng xem. Khóa đã được chủ xe lắp auto rồi cho nên là tôi chỉ cần ra cái là tự động khóa, phải bấm chìa đấy. Đó, tắp đi cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, keo chỉ này, ốc bản lề còn nguyên bản luôn. Táp bi cánh cửa này còn rất là mới, nội thất rất đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, nội thất rất là đẹp. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên phụ này. Bên phụ cũng được bấm tay để mở cửa quý bạn nhé, có nút bấm tay để mở cửa đấy ạ. Keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn. Đấy, keo chỉ còn nguyên, táp bi rất là đẹp, ốc bản lề cũng còn nguyên bản này. Tôi quay thì nó hơi chi tiết một chút, nó hơi dài một chút thôi. Quý vị các bạn nào mà không xem chi tiết thì quý vị các bạn có thể bỏ qua nhé. Tôi muốn quay chi tiết để khách hàng của tôi, nhiều khách ở xa, người ta xem qua video người ta đã đặt tiền rồi cơ quý bạn ạ, cho nên người ta xem kỹ. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên này, nội thất da này rất là đẹp này. À, ghế này, ghế rất là mới quý vị bạn ạ. Đấy, ghế này, nội thất ghế da mới này, vô lăng cần số tay phanh đều rất là mới và còn nguyên bản quý bạn nhé, chưa có làm lại đâu ạ. Mới nhưng làm lại thì không nói làm gì, nhưng mới này là nguyên bản này. Phần táp lô này nó hơi bẩn một chút này, bụi bẩn này do tôi chưa có dọn kỹ đâu quý bạn nhé, mới xịt qua được mỗi cái máy bằng CO2 đi thôi chứ còn lại là trong này chưa dọn đâu ạ. Rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái phần đặc biệt quan trọng của chiếc xe, đó chính là cái phần động cơ nhé. Nhưng trước tiên về động cơ thì tôi vẫn giới thiệu cho quý vị và bạn về cái ốc cabo trước đã nè. Đấy, ốc cabo này, keo chỉ cabo còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này, còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, keo chỉ là nguyên bản này, chúng tôi cam kết cái cabo này còn nguyên bản này, chưa có tháo ra quý bạn nhé. Đấy, toàn bộ là rất là đẹp luôn quý bạn nhé.
từ những cái tấm nóng chất cách nhiệt của cabo này đều rất là đẹp đấy các bạn này, đều rất là mới luôn ạ, cái tấm cách nhiệt đấy. Đấy, và cái động cơ này thì tôi mua về tôi cũng đem đi dọn đi rồi, dọn bằng CO2 đi các bạn ạ, chỉ có xịt CO2 thôi, cho nên là nó đẹp mới như này đấy ạ. Đấy, từ những cái ốc chân máy này, ốc chân máy này các bạn ạ, còn nguyên bản hết, chân máy mặt máy đều còn nguyên bản hết các bạn nhé. Đấy, đây này, còn nguyên bản hết luôn, chưa có bị con ốc nào tháo ra nè, còn nguyên bản hết và còn rất đẹp. Riêng về cái Mazda nó hay có cái bột bột ở cái tấm cách nhiệt này này, cho nên là khi mở ra là nó có cái bột này, bụi bụi quý bạn ạ, bụi. Đấy, chứ còn máy rất là mới này, vì chiếc xe mới lăn bánh được có 5,2 vạn thôi, cho nên là cái động cơ này là còn nguyên bản, còn nguyên bản hết nhá. Chúng tôi cam kết bằng văn bản cho quý vị và bạn về cái động cơ này là không bị tai nạn, không bị ngập nước và còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, động cơ rất là mới này. Tất cả là còn nguyên bản hết, chưa có một con ốc nào tháo ra quý bạn nhé. Chúng tôi có thể cam kết cho với quý vị và các bạn nó là nguyên bản này. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Mazda 3 2016 phiên bản hatchback tên tư nhân biển Hà Nội này đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 490 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp, cho nên là quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 7% thì quý vị các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục thì rất là nhanh chóng và đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 hatchback 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. You